Viết chương trình tính ớt bằng 1 cộng 1 nhân 2 cộng 1 nhân 3 cộng chấm 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 1 nhân 2 nhân 3 tới n. Với n được nhập từ bàn phím thì đầu tiên các em khai báo cho thầy cái thư viện iochim.h using namebase.std. Rồi các em viết hàm main á, thì đầu tiên là n nhập từ bàn phím thì mình khai báo biến n. Rồi đó mình sẽ out ra là nhập vào n. Rồi mình xin n. Chúng ta tiến hành là cài đặt thuật toán. Đầu tiên là mình có biến ớt nè, sau đó mình có biến y nè. Thì các em tách ra một cái 1 nhân 2 nhân 3 là một cái tích. Một cái tích thì các em lưu trong biến t cho thầy. T à, thì đầu tiên thực hiện để các em cho ớt bằng 0. Rồi tiếp tục thực hiện cái dòng for cho thầy. Y chạy từ đâu? Y chạy từ 1. Y nhỏ hơn bằng n, tại vì cái ớt mình tính là 1 tới n. Rồi sau đó mình cho y cộng cộng. Rồi để an toàn thì các em thực hiện cái đóng mở ngoặc này. Rồi sau đó là các em thực hiện như sau. Đầu tiên á là mình cho cái biến t của mình là bằng 1, là biến tích nè. Rồi thì mình thực hiện là t sẽ bằng là t nhân cho y, tức là mình tính cái cụm tích này nó nhân dồn. Rồi sau đó mình lấy ớt. Rồi bây giờ t là t nhân y, tức là mình tính từng cái tích. Khi mà cái y chạy tính từng cái tích thì ớt chúng ta gán bằng ớt cộng t là xong. Sau đó là mình xuất kết quả nha. Cái bài này nó đơn giản gì đó, đòi hỏi các con tư duy chút xíu là được. Rồi xuất cái biến ớt ra. Rồi thầy chạy demo ha. Thầy cho n á, nếu mà n bằng 2 bằng 3 đi thì mình có 1 cộng 1 nhân 2 là 2 nè, là 3. 1 nhân 2 nhân 3 thì kết quả mình ra 9 ha. Mình chạy chương trình lên, mình nhập vô n bằng 3. 3 thì kết quả của mình là 9 nè. Rồi nếu mà n bằng 2 thì kết quả của mình là 1 cộng 1 nhân 2 thì nó sẽ ra bằng 3. Đây các em. Thì các em cho số nhỏ nhỏ mình dễ kiểm tra, chứ cho số lớn quá là ví dụ nhập n bằng ngàn thì mình có tính bằng tay nổi không? Nó ra nhiêu đây nè, nó over lên cái số là do cái kiểu dữ liệu mình bị chèn ha. Rồi rồi các em tiến hành thực hành á.